Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Sơn Ngọc Minh là nam ca sĩ được khán giả yêu thích qua các ca khúc như Sinh Tên Việt Nam, Cuộc Sống Muôn Màu, Muộn Màng, v.v. Tuy nhiên, sau khi nhóm V-Music tàn rã, hoạt động nghệ thuật của anh không tạo được nhiều tiếng vang, mà thay vào đó là những ồn ào đời tư, đặc biệt là scandal tình cảm. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin Sơn Ngọc Minh bị tố không trả tiền trọ. Theo đó, một tài khoản đăng tải trên trang TikTok cá nhân đoạn clip tố nam ca sĩ nợ 2 tháng tiền nhà, tổng cộng 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, người này quay cận cảnh căn phòng bừa bộn được cho là của Sơn Ngọc Minh và tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút được rất nhiều bình luận đồng cảm của cộng đồng mạng. Phần lớn đều ngao ngán trước ý thức của người thuê căn nhà này và căn phòng bừa bộn bẩn thỉu đến mức khó chấp nhận. Ngay sau khi liên lạc với chủ nhân đoạn clip này, người này cho biết ngay trong hôm nay mọi chuyện đã được giải quyết và không chia sẻ thêm điều gì. Sơn Ngọc Minh từng là cựu thành viên của nhóm nhạc V-Music. Năm 2017, tin đồn Sơn Ngọc Minh và Eric hẹn hò lan truyền khắp showbiz Việt khi liên tục có những hình ảnh tình tứ của cặp đôi được chia sẻ. Khi ấy, cả Sơn Ngọc Minh và Eric chưa từng lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, vào tối ngày 27 tháng 5 năm 2017, hình ảnh Eric tình cảm hôn má cựu thành viên nhóm V-Music bất ngờ rò rỉ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Sau đó, Sơn Ngọc Minh nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái khá dài trên Facebook cá nhân. Nam ca sĩ phủ nhận chuyện yêu Eric. Sơn Ngọc Minh cho biết cả hai chỉ là những người bạn rất thân, thậm chí còn thân thiết hơn cả gia đình. Tuy nhiên, cũng vì áp lực từ tin đồn tình cảm mà hiện tại Sơn Ngọc Minh và Eric đã không còn là bạn. Năm 2019, Sơn Ngọc Minh đã công khai hẹn hò với bạn trai đồng giới. Tuy nhiên, vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải loạt tin nhắn riêng tư với Eric từ cách đây khá lâu nhằm đọc lại câu chuyện yêu đương. Có thể thấy trong đoạn tin nhắn này, cựu thành viên nhóm nhạc V-Music muốn níu kéo, nhưng Eric muốn tập trung cho sự nghiệp và tương lai. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Tức Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin Tức Mới.